Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh LB Work Vlog. Hôm nay tôi xin trình bày với các bạn về chủ đề giá trị dinh dưỡng hay là training trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Để tiện theo dõi hoặc đón nhận những cái kênh trong thời gian tới thì các bạn có thể theo dõi kênh YouTube của tôi với tên là LB Work Vlog. Các bạn nhấn nút vào đăng ký và click vào biểu tượng hình chuông để có thể nhận được những bài đăng trong thời gian tới. Sau đây tôi xin trình bày về vai trò của training. Như các bạn đã biết, training là một loại sinh viên thiết yếu mà cơ thể không thể sản xuất tổng hợp được. Training được sản xuất thông qua công nghệ lên men. Đây là acetamin giới hạn thứ hai sau lysine trên heo và là acetamin giới hạn thứ ba sau lysine trên gà. Training đóng vai trò là acetamin thiết yếu và giúp cho phát triển cơ thể. Về chức năng của training, training là thành phần chính trong dịch tế bào đường ruột, thúc đẩy việc tổng hợp mucin. Nó có đóng góp rất là quan trọng để tổng hợp immunoglobulin, giúp xây dựng được các khẩu phần đạm thấp. Training tham gia vào quá trình tạo sinh tổng hợp đạm và tham gia vào tổng hợp men răng hay là collagen. Chúng ta biết rằng là có khoảng 40-50% training hấp thu được sử dụng ở trong đường ruột. Thì một phần mà nhu cầu training không tham gia vào quá trình tổng hợp cơ mà chỉ chủ yếu tham gia vào các chức năng của đường ruột. Chúng ta biết được là có tới 90% training được sử dụng trong đường ruột tiết ra dưới dạng dịch nhầy đường ruột hoặc thông qua các quá trình dị hóa. Nhìn vào biểu đồ trên đây, tôi thấy được là thành phần axit amin trong dịch tế bào đường ruột. Thì ở đây trainin là có cái hàm lượng nhiều nhất. Dịch tế bào đường ruột thì chứa cái trainin với nồng độ cao. Và trainin giúp cho duy trì tốt chức năng của đường ruột và sức khỏe của đường ruột. Như vậy thì ta biết được là trainin có vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình sản sinh ra dịch nhầy đường ruột và đóng góp vào sức khỏe đường ruột. Hiện tại xu thế của các nhà dinh dưỡng là họ quan tâm đến cái vấn đề sức khỏe đường ruột trong vật nuôi, cho nên training có vai trò rất là quan trọng. Xét đến cái hệ miễn dịch, training là thành phần axit amin trong cái tế bào miễn dịch. Ở đây thì chúng ta thấy ở trong tế bào miễn dịch thì training cũng có cái mật độ là cao nhất. Training nó giúp kích thích đáp ứng được miễn dịch, nên là giúp cho tốt cho sức khỏe vật nuôi. Thì khi mà có vấn đề dịch bệnh xảy ra mà khẩu phần có đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như là đầy đủ training thì giúp cho sức khỏe đường ruột nó tốt lên, kích thích cái đáp ứng miễn dịch, và khi đó thì sức khỏe của vật nuôi nó tốt. Tiếp theo là chúng ta sẽ xét đến nhu cầu training cho gia cầm. Thì về tác động của cái khẩu phần training, tỷ lệ giữa training và lysine khác nhau lên cái gia tăng trọng lượng bình quân ngày của trên gà giai đoạn là 20-42 ngày tuổi. Ta thấy được rằng là ở cái tỷ lệ là 66% training trên lysine thì sẽ cho gia tăng trọng lượng bình quân ngày ở mức tối đa. Xét về tỷ lệ training trên lysine so với lại hệ số chuyển hóa thức ăn trên giai đoạn gà thịt 20-42 ngày tuổi thì ta thấy được là training đáp ứng tối ưu ở cái tỷ lệ là 68%. Như vậy thì ở cái giai đoạn mà gà thịt mà 20-42 ngày tuổi thì đầu tiên là xét đến cái tăng trọng bình quân ngày thì ta thấy được là tỷ lệ training trên lysine là khoảng 66. Nếu mà ta cộng thêm cái yếu tố là FCR, hệ số chuyển hóa thức ăn, thì ta thấy được rằng là cái tỷ lệ training nó có tăng lên là ở mức độ 68%. Tiếp theo ta sẽ xét đến cái tỷ lệ training trên lysine tác động lên cái tăng trọng của cái quầy thịt ức. Thì ta thấy được rằng là cái tăng trọng của cái quầy thịt ức mà tốt nhất thì đáp ứng ở cái mức là tỷ lệ training trên lysine là khoảng 70%. Tiếp theo ta xét đến nhu cầu training trên heo lứa, heo thịt. Thì đầu tiên muốn nói đến cái nhu cầu dinh dưỡng của heo thì chúng ta sẽ đến khái niệm đạm lý tưởng. Hiện tại thì áp dụng khái niệm
đạm lý tưởng và thực tiễn rất là nhiều, và hầu như tất cả các nhà dinh dưỡng cũng như là những người làm kỹ thuật đều căn cứ vào khái niệm đạm lý tưởng để thiết lập ra cái khẩu phần cân đối. Thì đầu tiên xét đến yếu tố vật nuôi và thức ăn, thì vật nuôi á, thì nó ảnh hưởng nhu cầu dinh dưỡng bởi giới tính, về con giống, độ tuổi của vật nuôi hay là môi trường chăn nuôi. Từ đó chúng ta sẽ đưa đến cái việc mà chúng ta xây dựng khẩu phần và thiết lập công thức. Thì để tính toán và đánh giá được cái nhu cầu dinh dưỡng thì chúng ta sẽ xét đến những cái nghiên cứu thực tiễn, hay còn gọi là khảo nghiệm cái liều dùng và đáp ứng, mà tiếng Anh còn gọi là dose response. Thì từ đó chúng ta sẽ tiếp cận bằng các yếu tố riêng biệt để xét theo từng cái chỉ tiêu, từ đó chúng ta sẽ tìm ra được cái những cái khoản tối ưu cho từng giai đoạn chăn nuôi cụ thể. Thì ở đây tôi thấy được là xét đến cái tác động axit amin. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là sử dụng axit amin vào trong cái khẩu phần thì nó có tác động đến thành tích chăn nuôi của heo không? Thì ở đây tôi xét đến một cái khảo nghiệm là tác động axit amin lên thành tích chăn nuôi của heo giai đoạn từ 20 đến 60 kg. Thì nhìn vào đây tôi thấy được là hệ số chuyển hóa thức ăn FCR, và đây là cái tỷ lệ là protein. Protein thì hầu như chúng ta không thay đổi với các khẩu phần. Tuy nhiên ở góc độ là lysine thì ta nâng cái tỷ lệ từ 7.6 lên 8.6, 9.5 và 10.5. Thì ta thấy được rằng là càng nâng cái hàm lượng lysine trong khẩu phần thì hệ số chuyển hóa thức ăn càng giảm. Như vậy thì cùng với một độ đạm mà chúng ta sử dụng trong thiết lập công thức, nhất là đạm thô, tuy nhiên chúng ta có điều chỉnh và cân đối bằng cách là gia tăng cái lượng lysine vào trong các khẩu phần thì giúp cho chúng ta cải thiện được hệ số chuyển hóa thức ăn. Xét đến cái nhu cầu training cho heo con, thì đây là một cái thí nghiệm tổng hợp dữ liệu nghiên cứu ở trên khoảng 6 cái thí nghiệm và 5 bài báo được đăng trong thời gian vừa qua. Thì chúng ta thấy được ra cái tỷ lệ training trên lysine mà tác động lên tăng trọng thì thấy ở cái tỷ lệ là 65% training trên lysine thì sẽ cho tăng trọng là tốt nhất đối với heo con. Tương tự như vậy, cái tỷ lệ mà training trên lysine sẽ tác động lên cái hệ số chuyển hóa thức ăn. Thì ở đây thì hệ số chuyển hóa thức ăn sẽ là tốt nhất và thấp nhất ở cái tỷ lệ training trên lysine là 65%. Tóm lại, ta thấy được là khi mà chúng ta nâng cái mức training từ 60% lên 65% thì lợi ích chúng ta được là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ tăng được khoảng 8% cái gia tăng trọng lượng và giảm được khoảng 3% hệ số chuyển hóa thức ăn. Như vậy thì là chỉ cần chúng ta điều chỉnh cái tỷ lệ training trên lysine từ mức 60 lên 65% thì chúng ta sẽ đạt được những cái hiệu quả trong chăn nuôi. Thì tổng hợp lại thì khi mà nâng lên tỷ lệ là training 60 lên 65% thì chúng ta cải thiện được 8,58% tăng trọng và giảm được 3% hệ số chuyển hóa thức ăn trên heo cai sữa. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là như vậy tỷ lệ nào là tối ưu đối với lại heo lứa và heo thịt? Thì ở đây chúng ta cũng tổng hợp tất cả những cái dữ liệu nghiên cứu khoảng 16 thử nghiệm và 12 bài báo đăng trên tạp chí khoa học. Thì tôi thấy được là ở cái mức tỷ lệ training trên lysine là 68% sẽ cho gia tăng cái trọng lượng là tốt nhất. Tương tự như vậy thì hệ số chuyển hóa thức ăn cũng có tác động và chịu tác động bởi tỷ lệ training trên lysine, và tối ưu ở cái mức training trên lysine là 68% sẽ cho hệ số chuyển hóa thức ăn là thấp nhất. Vậy thì tổng hợp lại cái kết quả này, chúng ta thấy được khi mà nâng cái tỷ lệ training từ 65 lên 68% thì chúng ta thu được là gì? Khi mà chúng ta nuôi heo con thì là ta tăng thêm được 8% rồi. Bây giờ trong giai đoạn mà heo thịt tăng thêm 1,5% nữa, tổng cộng là hết trên toàn bộ cái chu trình này chúng ta tăng được khoảng 9,5%. Và hệ số chuyển hóa thức ăn ở giai đoạn heo con là ta giảm được là không giảm được 3%, và bây giờ chúng ta giảm thêm được 0,5% hệ số chuyển hóa thức ăn nữa, vậy tổng cộng chúng ta sẽ giảm được 3,5% trên heo lứa heo thịt.
kết luận lại là khi mà gia tăng tỷ lệ mà threonine trên lysine tiêu hóa thì giúp cho nâng cao được tăng trọng trên gà thịt, tăng trọng cái tỷ lệ quầy thịt ức cũng như là giảm hệ số chuyển hóa thức ăn. Thì chúng ta đưa ra cái khuyến nghị sử dụng tỷ lệ là threonine trên lysine tiêu hóa ở cái mức là 65-70% cho thức ăn heo và gà. Thì tùy vào cái mục tiêu mà chúng ta thiết lập công thức cũng như là cái chức năng và giá trị dinh dưỡng của threonine, chúng ta có thể thiết lập công thức để theo cái hướng tối ưu hóa về giá thành cũng như là kết hợp với lại năng suất vật nuôi. Thì phần trình bày đến đây xin kết thúc, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube AB Work để có thêm thông tin bổ ích bằng cách là nhấn vào nút đăng ký ở phía bên tay phải góc trái, và đặc biệt là chúng ta nhấn vào cái biểu tượng hình chuông để chúng ta có thể theo dõi và đón nhận thêm những cái thông báo về những cái bài đăng về chủ đề dinh dưỡng và thiết lập công thức chăn nuôi trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn.